Hôm giờ mua thuốc uống chưa? Em mình chơi ra sao mình đi thẳng ra phía sau mình cho nó chuyện chơi vui vẻ bữa coi. Ở con thủy bữa coi. Ngồi trước hoài. Vô lần nào cũng ngồi trước hoài. Mày lấy số gì chưa? Con lấy số gì chưa? Lấy số đem cho số cho con anh. Hôm nay là đến thăm cậu tiền chú Hà ông Hạnh chú Hạnh này là vàng của tôi đó. Cục nợ chứ còn vàng gì trời. Còn ổng nè. Ngày bé đưa gì vậy? Tôi có bán 7 chọc và của mình đi. Nói gì nói nào ra nào. Nhầm đây có chen cho bữa nay bị thịt tính của ít hả? Có mình sạch sẽ chút. Sợ dính líu. Dính líu gì có biết hả? Cũng như mình bệnh mà mấy em này dính líu rồi. Tân nghiệp tôi nói phải không? Bệnh. Đức tình tâm dục thương ta à, đức tình thương người như thể nhân ta. Trời ơi, sức chất cơ. Mọi con người ra cách là bỏ tỏ. Hôm về đi bán cái số đơn như vậy, không gì còn dứt không? Bữa nay đi đồng trống đi vô công không gian mới. Không phải là nó nhất. Cũng như là bị sốt nó nhất. Như là bị nắng quá đó hay là bị mắc mưa đó rồi mới sốt thành bệnh đó. Mình làm có ngày bữa nay có đi bán nhiêu số không? 100 ngàn. Bữa nay có đi bán nhiêu số không? Có. Cũng như khỏe rồi đi ha. Đi bán mình vậy đó rồi về trời nắng thì bữa nay có bị gan hay gì là có mắc về khè vậy? Nó nóng quá bị uống thuốc tây rồi mắt có mắt còn ổn chưa ta? Thấy được có con hả? Còn con không thấy được. Thấy được con hả? Thấy được con à? Giang học hỏi ông mình như xuống rồi. Ngày nào xuống học bấm xuống rồi. Bị bệnh chống áp nữa mình ơi, đi mở cấp bị té là té xuống mình ơi. Đi về mới có cấp gì? Bị bệnh cao huyết áp á. Hôm về bán ngày nhiêu tỷ số vậy? Này có ai của chú có ông bà vậy? À, tôi bán có 7 vé còn bán có 7 vé. Bà bán chập sắp lập vé. Gì có bán chập mấy rồi. Bây giờ chú cũng bệnh nữa. Rồi chị Hà. Tôi bán 7 vé à. Hai cháu bệnh chứ. Bệnh hoài luôn. Này có bà phải không? Cái thằng có 70 à. Mười tờ ủng hộ cho mười tờ trời gì cho em cho mùa hả mù một rồi ơi vậy 11 tờ mười rồi 11 tờ tính cho ông kêu nha. Cái này là mua của cô là 10 tờ 11 lấy 11 tờ lấy 500 ngàn lì xì là tổng cộng lì xì 390 ngàn được không? Vậy là cô cấp lên chứ không? Chứ không đồng ý không? Đồng ý, mừng lắm. Cô mừng lắm bên đây. Nói chung là con cho tiền hoài thì nhiều khi bà con cô cũng ngại. Dạ. Thì cô này thì là con cô mất rồi, cô bị mờ con mắt rất là mờ, nhìn như chứ cô mờ mắt rồi con bị tâm thần nữa. Chung nhà với anh chú Thành luôn. Hai người đến đây nói chuyện cho vui chung nhà. Thì bây giờ con lấy 10 tờ rồi 11 tờ mà liền xin 500 ngàn luôn. Thì giữ luôn ha. Vậy cô cảm ơn mình dạ, nha. Dạ, lâu luôn xì những cái luôn. Rồi cái chiều nay con trúng cái tờ này nữa cái là gọi là lì xì là ở nhà nó không luôn rồi. Mấy tỷ mà mấy trăm tỷ còn lấy không lì xì bạn không luôn. Nha. Ừ, đó bữa nay lì xì hổng giờ vô lì xì lâu lì xì một cái. Cô cảm ơn mình với lại mấy cháu đây. Đó có con bà con mua khô đồ ủng hộ với bà mình không có người ta dạ. Cho thêm vô, người ta kêu đi mua cho chúng thì đó làm phước. Cái tiền đâu mua dữ vậy. Ừ. Ừ, cố gắng rồi nha, để cho con. Dạ. Thì cũng dám cố gắng đó đặng mà lo bệnh hoạn cho em bánh đó. Ừ. Không con có vô lần có gặp cô đâu.
đi bán quà tối ngày nó đi á. Dạ, dạ. Bữa đưa 200 quả đó. Bữa đó có lì xì 200 đó. Đó chú Thành có đưa lại cho cô. Dạ. Bữa đó con vô không gặp cô cũng lì xì. Đi sao, đi bán tối ngày nên kiếm tiền. Từ đây chắc đây tới Tết lì xì chiến nữa thôi. Từ đây Tết cũng bán nhiều chân vô lì xì chiến Tết á. Tết cái ăn kiếm tiền lì xì cho nhiều nhiều cái ăn Tết cho vui. Ha. Thì ăn cố gắng sức khỏe. Chú Thành ơi, bữa nay vô lì xì 500 ngàn. Có lì xì cho tờ với số nào? Vô vô con lì xì ông 500 ngàn, lì xì con mấy tờ với tớ. Ông bóc trúng cái tờ vô số trúng đi. Trời ha. Hiển Linh nè, nè có con của cô, nhiều khi con cô phù hộ cái trúng sao. À, phù hộ nó mổ con cô mới không chết một COVID. Trúng mà đi đặng lo cho chú Thành, lo cho mẹ luôn. Hứa nghe, nhớ không cho trúng nghe, trúng độc đắc nghe không? Trúng 100 ngàn. Trúng độc đắc hết nha. Nếu chỉ mình trúng độc đắc là chú Thành với cô là bẻ rồi. Số 7 lấy một lời từ 6 tờ minh 5 tờ con chờ đủ chứ à, đừng okay. Lộn xộn với nhau à. Dạ bên anh lấy số anh em chúng còn mua 500 tờ đó, 500 ngàn đó ông mua chị bán nhiều ông bán. Thôi giờ 2-3 được không thì tụi con chia nha, chúng chân à, chúng chân cho nhiều cho được bán 500 ngàn đó. À, cảm ơn rất nhiều nha. À, còn con là chủ sói nè, con chủ sói con lấy ba nè, còn hai nãy lấy hai đứa hàng tờ nè, trúng số mày. Rồi nha, 500 ngàn là 5 tờ 500 ngàn mọi người, em mua với số 5 tờ 500 ngàn cổ ghê chưa. Còn đây 11 tờ 500 ngàn bữa nay mua số độc quyền. Nói chứ hoàn cảnh của chú Thành đây là mình lấy cái lọc vậy thôi, chứ thật sự là tiền bạc đó chú Thành là không có nghĩ gì hết trơn á. Mỗi tháng là cũng có giúp thuận cho chú 500, 200, 300 thì liên tục như vậy. Vì hôm nay cũng đến thăm chú Thành ở đây để cũng giúp đỡ phần nào. Cũng như bệnh nhưng mà mình cũng gán là mà đi bán số kiếm tiền. Cái sự cảm phục của Hoàng Minh Hồ Ba đối với chú là bệnh chân này, mọi người thấy chân này à, trời ơi cái chân này không dám đụng vô, có cũng đụng vô luôn nè. Nha, nó hẳn băng, nó thật sao nó hẳn băng vậy. Nó không có một cấp đồ với con vậy. Bữa nay nó bị sưng hay miếng rồi. Nó bị sưng á. Nó chà sốt. Sốt hành nóng lạnh hoài. Bị sưng. Cảm ơn rất chị. Chiều ra dốc này là có đi bán không? Không, cái mình bán nhiều đó. Chiếc xe này bà hổng người ta cho này sẽ ấy mới đây vậy. Xe này 5 năm trước rồi. Khoan nghe, chiếc xe này bà hổng đâu phải chiếc xe bà hổng ta cho đâu. 5 năm mới là 5 năm trước là cái này. Còn cái này nè nó quan trọng nè. Cái này với này quan trọng là 6:30 đó, cái mạnh thường quân của bên nhớ bên, nhớ đạo Phật đúng giáo Hòa Hảo dạ. Còn bên làm được 2 triệu gì đó, 3 triệu gì đó. Lúc đó cho 3 triệu đó. Chứ hôm nay mình tính mua xe cuối cùng ta cho rồi cái đưa 3 triệu tôi uống thuốc luôn. Tiền ông ăn uống nha. Gán bổ dưỡng rồi. Rồi vậy bữa nay đi về nghe, bây giờ về chiều bán khô. Về bán khô để tranh thủ về bán. Thì hoàn cảnh này với hoàn cảnh hai cô chú ở nhà kế bên, lúc nào Hoàng Minh Hoàng cũng vô thăm. Nói chung là bà con mua hàng Hoàng Minh Hoàng dư tiền cũng có, tiền mạnh thường quân cho cũng có, anh chị em bên Hàn Quốc, bên hàng từ bà Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan này chú cho thì rảnh rảnh mấy anh em đi. Thì chúc bên nay chúc chiều trúng số được con, không gì cũng phán hết trơn vậy. Chúc con mời trúng số rồi. Chiều chiều mời đi nha. Chiều mời cho mình được chiều may mắn mà vô đọc. Cái này năm ngoái còn đi bán vé số ngày Tết ha, không biết năm nay cảnh thời gian bán không ta. Năm ngoái là Tết năm nào thì mình cùng tầm 20 là mình đã mua tới vé số của tất cả những người nghèo đi bán lại cho mọi người. Thì hy vọng năm nay cũng làm được chiến dịch đó, vui. Năm nay không biết thời gian không. Tôi thấy ông mình là vô lúc tôi thấy tôi không? Không. Nguyễn Nhân Thành đó. Em biết đâu. Như bán cái gì mà Việt Nam bán thì bán hoàng quá. Mọi người nhớ follow kênh YouTube Hồng Minh Đồ Ba nha mọi người. Giờ này có làm của YouTube vô hội tin Hồng Minh Đồ Ba ghê không? Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Cảm ơn các mạnh thường quân Hàn Quốc Đài Loan. Nói chung là chú Thành nó thật sự là nó không có giỡn cái mọi người. Chú Thành sống nhiều, sống tới hiện tại bây giờ không phải là kể công nhưng mà rất là nhiều anh chị mạnh thường quân Hàn Quốc đã hỗ trợ. Dạ đúng. Tất cả anh chị em Việt Nam
một Việt Nam khoảng 30%, 70% là anh chị em mạnh thường quân Hàn Quốc, và đặc biệt là những khách hàng của Hòa Minh Nova. Đó là một lời cảm ơn trân trọng với mọi người. Nói chung là tiền thuốc, tiền ăn uống của chú là cũng ghê, và tất cả anh chị em đó rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Rất cảm ơn nhiều ạ. Kén cố gắng nha. Sống cỡ nào sống. Ủa bữa nay nó hết hết bông rồi nè. Lột da hả? Đẹp lắm. Vậy con đi về nha. Con về. Bye bye. Có tiền mẹ mua xuống rồi nha, không có đồ nữa nha. Con của cô đó, cô bị thằng tâm thần. Nói tình bệnh thần buồn không? Tôi nói bị tâm thần buồn không? Không, bị thiệt chứ bộ. Rồi, xếp về nha. Dạ. Yeah.